Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với lại channel của TB Food. Mình là TB. Hello, mình là Phương, trợ lý của chị TB. Dạo gần đây á, thì món gẹ ngâm tương rất là hot trên mạng xã hội, nên hôm nay tụi mình cũng mới quyết định là sẽ review lại gẹ ngâm tương để xem mà có đáng cho mọi người thử không. Kiểu giống như là ở Nhật á, thì chị Quỳnh Trần GB đã làm rồi nè. Ở Hà Nội thì có anh Ninh Tito, nhưng mình chưa có thấy ai ở Sài Gòn review hết. Nên hôm nay cũng may mắn là tìm được một chỗ, mình sẽ quyết định review gẹ ngâm tương để xem các bạn có nên mua để ăn thử. Và ngoài ra cái menu của quán này rất là đặc biệt, vì ngoài gẹ ngâm tương ra còn có cua ngâm tương, bà ngư ngâm tương, cá hồi ngâm tương, tôm ngâm tương, và đặc biệt là có thêm trứng ngâm tương nữa. Nếu như muốn biết là gẹ ngâm tương ngon hay không thì hãy coi hết clip này nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn thôi. Quán khi mà quán phục vụ á, thì mình sẽ gồm có đây là con gẹ ngâm tương nè, mình đã bóc ma sẵn rồi và có rất là nhiều gạch ở đây. Tiếp theo mình sẽ cua ngâm tương bên đây. Hai con bào ngư này á thì là tầm 250.000 một con, có nghĩa là hai con này là 500.000. Mắc quá. Hơi mắc, nó hơi nhỏ tí xíu đó, mình đưa cho mấy bạn xem thử. Này, đây là 250.000 đó mọi người. Kinh khủng chưa? Ngoài ra thì có thêm cá hồi ngâm tương. Cá hồi ngâm tương ở đây là 100g. Giá tiền thì lát nữa mình sẽ check lại phần mình bán cho mọi người ha. Tôm ở đây cũng là 100g luôn, và đi chia chung với combo ghẻ. Giá là tầm 450. Còn cua thì cũng tầm cỡ theo giá bán là 650 cho hai con. Bây giờ mình sẽ review thử ha. Có rượu gạo nữa nè, để chị rót rượu cho em. Này xả đường rượu. Thật ra đây là không phải là rượu lắm, nó là nước gạo lên men vị đào. Bên hàng nó sẽ có hai vị là vị đào và vị nho, nhưng mà chị chủ bảo là vị đào thì mọi người thích hơn. Thôi mùa đào ha. Uống vừa thôi nha, coi chừng xỉn. Nước gạo lên men nhưng mà thơm quá. Và ngoài ra khi mà ship đến á, thì shop sẽ chuẩn bị sẵn luôn một phần cơm. Có cả kim chi, là một túi kim chi, rong biển, ớt và mè. Mình có chuẩn bị thêm một cái chai dầu hào ở đây, dầu mè ở đây nữa, tại vì mọi người bảo là nên ăn chung cơm với lại dầu mè và các gẹ ngâm tương. Và đặc biệt là chén shop có thêm một cái chén nước tương để mình chan vào cơm lúc mà ăn á. Bây giờ sẽ bắt đầu ăn ha. Để giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, tụi mình cũng đã chuẩn bị sẵn găng tay đeo và ăn cho nó vệ sinh. Em có bao giờ ăn gẹ ngâm tương hay cua ngâm tương bao giờ chưa? Em chưa, em chỉ mới nhìn trên mấy cái phim của Hàn Quốc rồi à. Phim gì? Hình như là Hoàng tử gác mái sao. Ủa thiệt luôn á hả? Chỉ có phim kia mới có phim có cái này á. Em cái phim đấy lâu lắm rồi. Mà thật sự là kiểu lúc mà có một bạn hỏi mình gẹ ngâm tương mua ở đâu, mình không biết gẹ ngâm tương là cái món gì, nên hôm nay vừa tìm được cái quán á nên mình ăn thử. Lát nữa mình sẽ để giá, mình sẽ coi lại giá coi chắc chắn để báo cho mọi người ha. Nè, con này rất là nhiều gạch á, mọi người có thể thấy được, mình vừa zoom lên cho mọi người coi á. Trời ơi rất là ngon ha. Và bây giờ mình sẽ bắt chước các anh Hàn Quốc. Đầu tiên á là sẽ bẻ đôi con ghẹ này ra. Đúng rồi. Khá là cứng. Rồi sau đó mình sẽ cầm một rửa lên và mình sẽ bóp. Quên cầm những cái đĩa đi, mình sẽ bóp cho mọi người coi nha. Em mình sẽ bóp ra đó, không có cứng nhưng mà chắc là mà mọi người đang thấy sẽ rất là đã. Nhiều và ghê tê tê. Nhưng món này rất là nổi tiếng ở Hà Nội á, tại vì khi mà mình tìm cái quán để mà bán cái món này á, thì đa số các quán á đều sẽ là các shop online sẽ ở có Hà Nội thôi, chứ không có Thành phố Hồ Chí Minh nhiều á. Và có một, nếu mà có Thành phố Hồ Chí Minh thì nó sẽ giống như kiểu dạng Demaris nè. Demaris thì như em biết có một quán ở quận 7 hay sao á. Bonga. Hình như quán đấy. Bornga. Đúng rồi đó. Bây giờ mình sang thử ha. Ăn thử cái gạch cua trước được ăn cơm. Thơm mặn thật. Nhưng mà không có cay, rất là ngon. Nhưng mà công nhận phải hơi mặn một chút. Lúc mà mình nghe cái món này là gẹ ngâm tương á, thì mình sẽ nghĩ đến là nó kiểu ngâm tương theo dạng chua ngọt á, chị nghĩ vậy. Mà cái tên của món này tiếng Hàn là Gen Chan. Gen Chan, Gen Chan. Không, Gen Chan. Xí, sợ nhìn chị ấy. Gan chan,
Ganchan Ge Chan. Ganchan Ge Chan thì ghe ở đây có nghĩa là ghẹ, còn chan là nước tương, còn ganchan đến đằng trước có nghĩa là ngâm bằng nước tương luôn á, kiểu để phân biệt với một loại khác là ngâm nước tương cay, nó sẽ là ganchan Ge Chan, là ngâm nước tương mà không cay. Nghe vậy cho chị gạch nè, cái gạch nó béo béo ha, nhìn đã ghê. Và đặc biệt là cái shop này cho rất là nhiều gạch ha, nhiều quá chứ gì luôn. À đúng rồi á, khi mà đặt hàng ở đây thì mọi người nên đặt trước 1-2 ngày á, tại vì không có sẵn á, cái này phải ngâm mà. Cho một chút xíu nè. Em có thể ăn ớt được á, tại chị không ăn ớt được. Hấp dẫn quá, để cho mọi người coi. Chắc chết luôn á mọi người ơi. Mà nếu mà có cái vị mè với cả vị trong biển thì có vị khác không? Thấp hơn hơn, nó làm gia tăng gia vị hơn á. Mà một điều đặc biệt là em thấy em ghẻ ở đây nó không có bị tanh, không có bị tanh của cái mùi đồ sống á. Rồi hồi nãy em có hỏi chị làm cái nước tương này sẽ làm sao đúng không? Thì theo trên mạng mình đọc được á thì nước tương này là sẽ dùng nước tương, hình như là nước tương gì cũng được, không bắt buộc là nước tương Hàn Quốc. Vì có thêm gia vị Hàn nè, xong rồi thêm một chút xíu nước, đường, hành tây, hành ba rô, tảo biển, táo đỏ, nước rượu mơ hoặc là thay thế bằng rượu trắng và một số gia vị nữa, rồi nấu lên, sau đó là chắt lọc ra và ngâm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thử đến phần cua. Đắp phần cua nha. Mình phải check in đã. Wow. Tại vì bình thường chị sẽ thấy là cua gặt nhiều hơn cả ghẹ luôn. Hoặc là nhiều thịt. Em móc cái đó đi. Đầu tiên là mình cắt đôi á. Mọi người sẽ thấy là người Hàn Quốc sẽ bỏ cơm chung ăn với lại cái ma cua này luôn. Giờ em bóp cho mọi người ha. Nè, bây giờ cua sẽ bóp cho mọi người xem. Bóp cao lên chút. Đó. Đã chưa? Rồi mời mọi người ăn nha. Nhìn đã lắm á. Nhìn là mới lạ ghê á. Đợi Phương ăn xong cái này á, tụi mình sẽ thử đến món khá mắc, bào ngư. Đây 250.000. Chị cứ cắt đôi ra trước thôi. Ai nó cũng hơi cứng á. Hơi dai á. Ừ, này mọi người. Đây là các anh khác nha, mọi người được cắt trước. Mình muốn thử không? Hơn không? Để cái nước tương nó mặn. Hình như đây cũng là lần đầu tiên mình ăn bằng nguyên trong cuộc đời luôn á. Nó cứng quá. Nó hơi cứng mà giòn. Hai món còn lại á là cá hồi ngâm tương và tôm ngâm tương. Cá hồi rất là mềm. Nó mềm nhưng mà tại vì hình như nó chưa ngấm vị tương. Đúng rồi, nó không mặn lắm, ăn rất là vừa. Từ nãy giờ nó mà trong bốn cái á thì mình thấy cua ngâm tương là ngon nhất, không bị tanh nè, lại có rất nhiều gạch nè, béo béo nhìn hấp dẫn nè, nhìn nó ta lại còn kiểu đúng rồi, chính xác. Ráng bóc cái này cho đẹp, thiệt ra nó cũng không mà được đẹp lắm rồi. Nói chung là cũng ok. Khui ra này, nó ép tăng nè. Như em cái anh này. Ừ. Thì chị nói ý là chị là vậy mà. Easy mà. Easy mà. Khui chị đẹp. Ôi chết. Ôi chết. Không tôm. Chị thấy sao? Dễ ngon, dễ ăn. Nó có bị hơi mặn quá, mặn. Ừ, cũng hơi mặn chút. Thì món này mình phải ăn cơm, em ăn kèm chung với cơm. Mà cái con tôm ngâm tương này nè, làm chị nhớ đến cái món gì biết không? Tôm sống sốt Thái. À, em biết món đấy. Ừ, món đó là kiểu dạng siêu cay luôn á mọi người. Rất là ngon, ăn cay. Chia sẻ giá cho mọi người ha. Phần cá hồi 100g của mình á là gồm 5 miếng như hồi nãy là 185.000.
phần một cua một ghẹ và thêm tôm với trứng á, là combo của quán á, sẽ là 650 ngàn, rồi thêm bà ngư hai con á, sẽ là 450 ngàn, một con là 250 ngàn nhưng mà hai con sẽ là 450 ngàn, và tổng bill bao gồm ship luôn á, sẽ là 1.315.000. Đó là tổng bill của ngày hôm nay, một bàn ăn 1.315.000. Thực ra thì em thấy nó khá là mắc. Nó khá là mắc. Tại vì nhưng mà thật sự là bên hàng á, cái giá nó cũng tương đương như vậy á. Có thể là do nguyên liệu, hoặc là do hoặc là cũng do tùy thời điểm coi là ghẹ với lại cua mùa này có mắc hay rẻ nữa. Nhưng mà để review cho mọi người thì đây là sản phẩm của ngày hôm nay. Và mọi người có thể chọn shop này, tại vì mình thấy cái chất lượng đồ ăn cũng khá ok, trừ cái việc mà bào ngư á nó hơi cứng, hơi lạ vị, hay là do cái cấu trúc nó như vậy, hay là tại vì đây cũng là lần đầu tiên mình ăn bào ngư luôn, hay là do như thế nào đó. Còn lại thì mình thấy ok, ổn, và đặc biệt là rất nhiều gạch cua thôi. Ok, thì video của tụi mình hôm nay đến đây thôi, và cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận giờ phút này luôn, và hãy nhớ subscribe channel của TB Food nha mọi người ơi. Hẹn gặp lại trong dịp lần sau.